Trương Mạn Ngọc từng khiến truyền thông hoa ngữ phải tốn nhiều giấy mực khi viết về nữ thần sắc đẹp một thời, nhưng giờ đây tàn tả, tà, sống cô độc ở tuổi ngoài 50. Dẫu vậy, sự thật về nữ minh tinh hiện tại khiến nhiều người không ngờ. Tôi không biết Trương Mạn Ngọc có còn bận tập hát hay không, đã lâu rồi tôi không được nghe tin tức từ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không có tin tức gì bởi vì mỗi lần cô ấy xuất hiện trong suốt nhiều năm qua, giới truyền thông thường đưa tin mô tả không tốt về cô ấy tác giả bài viết có bút danh Cheria chia sẻ. Hình ảnh gần đây của Trường Mạn Ngọc được ghi lại câu chuyện từ biệt thự sang khu dân cư, nữ hoàng nhan sắc một thời giờ gầy gò và đáng thương. Trường Mạn Ngọc như một bà già với cái đầu hói, lưng còng và sáng người biến dạng trầm trọng. Trường Mạn Ngọc xuống sắc, gầy gò, thiếu sức sống. Trương Mạn Ngọc mua hàng ở chợ địa phương 19 tệ một đôi giày, 39 tệ một đô lót cô bị bạn trai lừa hết tài sản hay sao? Nữ thân trước đây bị bạn trai ngoài quốc lừa gạt, dọn ra khỏi biệt thự, sống độc thân. Đó là những hình ảnh và tiêu đề mà truyền thông đưa tin về Trương Mạn Ngọc, những hình ảnh nói về nữ ngôi sao như già, cuộc sống đi xuống, nhan sắc xuống sốc không phanh và độc thân. Những tiêu đề khiến nhiều người không hiểu rõ được sự thật và họ sẽ đặt ra loạt câu hỏi rằng tình hình hiện tại của Trương Mạn Ngọc không tốt. Trương Mạn Ngọc độc thân nhiều năm, thật sự phá sản cô ấy gặp phải chuyện gì hay sao? Ở thời kỳ hoàng kim của đề này Hồng Kông vào thế kỷ trước, nhan sắc đỉnh cao được nhiều khán giả ái mộ, có lẽ chỉ có Trương Mạn Ngọc mới được gọi là nữ thần. Thành tích của ngôi sao này hầu như không có ai có thể lặp lại như năm lần đạt nữ hoàng tượng vàng, bốn nữ hoàng kim mã, một nữ hoàng liên hoan phim Berlin và một nữ hoàng điện ảnh Cannes. Năm 2017, cô cũng là thành viên ban giám khảo cho giải Oscar. Sự nghiệp diễn xuất của cô đã đóng rất nhiều bộ phim, trong đó nhiều tác phẩm điện ảnh trở thành kinh điển. Nhiều người cho rằng lần đầu tiên Trường Mạn Ngọc tiếp xúc với làng giải trí là khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983, đoạt giải Á hậu và Hoa hậu ăn ảnh nhất. Thực tế, cách một năm trước khi tham gia cuộc thi, lúc đó Trường Mạn Ngọc mới 18 tuổi, cô cùng mẹ đi du lịch Hồng Kông, vô tình được một công ty quảng cáo phát hiện và trở thành người mẫu sau khi ghi hình. Địa điểm quay quảng cáo là trên bãi biển, các diễn viên đều cần mặc đồ bơi để quay. Một số diễn viên hơi ngại ngùng, trong khi Trương Mạn Ngọc lại rất phóng khoáng. Trương Mạn Ngọc trong bộ đồ bơi mỏng manh, di chuyển, toát lên hơi thở trẻ trung, thu hút. Có rất nhiều người xem, nhưng Trương Mạn Ngọc rất tự tin, rất bình tĩnh và không lo lắng như các nghệ sĩ khác. Lúc này, công việc nhỏ nên không thể kiếm được nhiều tiền, và thu nhập lúc này của Trương Mạn Ngọc về cơ bản là không đáng kể. Tuy nhiên, cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ nhan sắc của mình và cô nhanh chóng được vương tình lựa chọn cùng với bản diễn Quan Chi Lâm và Trung Sở Hồng đóng trong Hoàng tử X. Thù lao đóng phim trực tuyến là 150.000 đô la Hồng Kông, vượt xa Mai Diễm Phương và Vương Tổ Hiền cùng thời. Theo cách tính này, từ bộ phim đầu tiên cho đến câu chuyện Cảnh sát 2 năm 1988, cô đã làm 20 bộ phim và thù lao chắc chắn vượt quá 3 triệu đô la Hồng Kông. Từ câu chuyện cảnh sát 2 đến cuối những năm 1980, thu nhập của Trương Mạn Ngọc đã tăng lên 500.000 đến 600.000 đô la Hồng Kông. Trong khoảng thời gian này, cô đã đóng 13 bộ phim và mức thu nhập ít nhất là 6,5 triệu đến 7,8 triệu đô la Hồng Kông. Lúc này, Trương Mạn Ngọc đã ở thập niên 80. Vào cuối thập kỷ, nữ diễn viên này đã là một triệu phú sau những năm 1990, mặc dù thu nhập của cô không bằng Phương Tổ Hiền và Mai Diễm Phương nhưng vào khoảng 1,5 triệu tệ. về sau, Trương Mạn Ngọc đóng ít phim hơn, chỉ có 9 bộ phim, nhưng mức thù lao lại cao hơn. khoảng năm 2015, trên bảng có thông tin cho rằng thù lao đóng phim của Trương Mạn Ngọc là 20 triệu tệ. nếu tính một nửa thì thu nhập của 9 phim của cô ít nhất là 100 triệu tệ. Bao nhiêu tiền cô kiếm được từ việc mua bán nhà những ngày đầu không còn nữa. Tuy nhiên, theo báo chí Hồng Kông đưa tin, Trương Mạnh Ngọc đã mua 4 căn nhà cao tầng ở Siêu Sai Wan, khu dân cư ở phía đông bắc của đảo Hồng Kông, từ năm 2011 đến 2013. Giá nhà từ 7,6 triệu cho đến 11,88 triệu đô la Hồng Kông và tổng chi phí là 40,38 triệu đô la Hồng Kông. Và cái gọi là khu ổ chuột mà Trương Mạn Ngọc được giới truyền thông đã phát hiện ra ở nơi siêu sai quan mà cô đang sống thực ra là đáng lừa, vì siêu sai quan cũng có những ngôi nhà sang trọng. Hơn nữa, khu dân cư của Trương Mạn Ngọc ở siêu sai quan được ví là bán đảo phiền xanh sang trọng của đảo. Những năm đầu, một số phương tiện truyền thông cho rằng Trương Mạn Ngọc và bạn trai cũ mất 800 triệu cổ phiếu. Khó có thể nói 800 triệu cổ phiếu là mất, dù mất gần hết tài sản thì số tiền còn lại vẫn đủ để cô sống cả một đời. Nhiều người nghĩ Trương Mạn Ngọc không có nhiều tiền, chỉ đủ để mua đồ đạc tại các quầy hàng địa phương. Tuy nhiên, không thể nhìn vào đó để suy luận gia cảnh của nữ diễn viên. Bởi có nhiều người chỉ không thích mua quần áo hàng hiệu, việc chăm sóc chúng quá phiền phức, họ thích sự giản dị và tiền dụng như cuộc sống của chính mình không có gì lạ khi chiếc xe trường mặt ngọc lái là Mitsubishi Pajero được cô mua năm 1988 và nó đã tồn tại được 30 năm chỉ vì cô không muốn thay đổi bởi nó gắn nhiều kỷ niệm của cô cô từng chia sẻ rằng xe này đã ngưng sản xuất từ lâu chỉ còn hai chiếc tại Hồng Kông Tất nhiên, sao nữ chắc chắn sở hữu không chỉ một chiếc xe này. Vào năm 2007, Trương Mạn Ngọc làm đại sứ của Audi và thương hiệu này đã trực tiếp tặng cô một chiếc xe hơi. Cô thường đi chơi và di chuyển cùng trợ lý bằng chiếc xe bảo mẫu này. Vì vậy, cho dù tài sản của Trương Mạn Ngọc có thể không bằng Vương Tổ Hiền nhưng chắc chắn không tồi về tiền bạc. Ngoại hình của Trương Mạn Ngọc được đánh giá không thua kém Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà tại nhiều sự kiện gần nhất cô xuất hiện với thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác, không đầy đặn. Có người cho rằng cô sụt cân vì tổn thương tình cảm. Thế nhưng, về cảm xúc Trương Mạn Ngọc dường như luôn luôn lạc quan vui vẻ. Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc 2004 Trương Manh từng cho biết một trong những lý do cô phẫu thuật thẩm mỹ là để lấy lòng bạn trai. Trương Mạn Ngọc cũng đã làm điều này. Lúc đó, Trương Mạn Ngọc và đạo diễn Nhĩ Đông Thăng ở bên nhau, cô bị anh chê cười răng thỏ không đẹp nên đã đi sửa răng. Tuy nhiên chuyện tình của họ đã không có kết thúc tốt đẹp. Sau đó, cô đã sang Mỹ để đóng song thành cố sử của đạo diễn Trần Khả Tân và nảy sinh tình cảm với chỉ đạo nghệ thuật người Mỹ tên là Hanh. Sau khi chia tay, Hanh công khai nhiều bức thư tình mãn ngọc viết cho anh khiến cô xấu hổ và bị tổn thương lớn. Năm 1993, Trương Mạn Ngọc có tình cảm với Tống Học Kỳ, một doanh nhân bất động sản. Trường Mạn Ngọc đầu tư hàng chục triệu vào tài sản của người yêu, không bao giờ nghĩ đối phương lại quay lưng bỏ cô theo con gái nhà giàu. Sau chia tay, để quên nỗi buồn, Trường Mạn Ngọc nhận lời quay bộ phim Mr. Tribulation. Thời gian này cô lại đem lòng yêu đạo diễn người Pháp tên là Oliver Assadzad. Bất chấp sự phản đối của mọi người, cô vẫn quyết kết hôn với người yêu ngoài quốc. Một tháng sau khi kết hôn, cô nhận được lời mời tham gia tâm trạng khi yêu. Vì bận rộn với các dự án phim, cô và chồng không có nhiều thời gian bên nhau. Cuối năm 2001, cặp đôi quyết định ly dị. Cũng trong khoảng thời gian xa chồng, Trương Mạn Ngọc dính tin đồn tình ái với đồng nghiệp Lương Triều Vĩ và nam tài tử này được cho là nguyên nhân khiến Trương Mạn Ngọc bỏ chồng. Sau đó, nữ diễn viên ra thông cáo báo chí nhấn mạnh hôn nhân của cô tàn vỡ không liên quan tới kẻ thứ ba. Trương Mạn Ngọc là người dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhưng đáng tiếc Cuối cùng tất cả đều thất vọng, trải qua nhiều mối tình thất bại nhưng cô vẫn luôn lạc quan và sống hết mình, cô từng nói, tôi đã trải qua rất nhiều mối tình và lần nào tôi cũng thích thú đến tột cùng. Yêu là đủ, cô vẫn độc thân và không bao giờ kết hôn vì từ lâu bản thân đã hiểu rằng hôn nhân không mang lại cho mình đủ cảm giác an toàn. Giờ đây cô đã đủ tự tin để đối mặt với tuổi già của chính mình một cách bình tĩnh, một mình sống hạnh phúc là đủ rồi. Những lời bàn tán đồn thổi bên ngoài sẽ buông bỏ. Trước những thông tin không tốt về hình ảnh của mình nhằm gây thu hút dư luận, Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ rằng Tôi không giải nghệ, tôi chỉ là để cho qua chuyện. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần ngã do người khác chơi, cuối cùng tôi vẫn là Trương Mạn Ngọc. Trương Mạn Ngọc ủng hộ quá trình lão hóa tự nhiên và không thích can thiệp thông qua các biện pháp bên ngoài, không sao kéo không dưỡng da quá nhiều. Ai rồi cũng sẽ già đi, tại sao phải trẻ đẹp, không có nếp nhăn? Con người không nhất thiết phải đẹp mà phải thú vị, làm việc gì cũng có hứng thú. Tôi nghĩ nhan sắc không phải là tất cả, sẽ phí cả đời, sắc đẹp phải thêm hương, thêm vui vẻ và những điều khác để cuộc sống hạnh phúc, cô từng chia sẻ.